Bản tin Bộ Y tế chiều 6 tháng 5 công bố thêm 60 ca mắc Covid mới, trong đó có 56 ca lây nhiễm trong cộng đồng ghi nhận tại 10 tỉnh thành phố và ổ dịch bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương. 60 ca mắc mới gồm bệnh nhân 3031 đến bệnh nhân 3090, trong đó có 4 ca nhập cảnh tại Thái Nguyên, 1 ca Hà Tĩnh 1 ca, Khánh Hòa 2 ca và 56 ca mắc ghi nhận trong nước tại Vĩnh Phúc 11 ca, Thái Bình 5 ca, Bắc Ninh 12 ca, Hà Nội 4 ca, Hải Dương 1 ca, Hưng Yên 2 ca, Quảng Ngãi 1 ca, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 16 ca, Đà Nẵng 3 ca, Lạng Sơn 1 ca. Ca bệnh 3046 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Nguyên là bệnh nhân nữ 25 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ngày 4 tháng 5, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay VG5465 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Nguyên. Kết quả xét nghiệm ngày 5 tháng 5 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh 3061 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh là bệnh nhân nữ 32 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 13 tháng 4, bệnh nhân này từ Dubai nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN088 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, được xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên đến ngày 30 tháng 4 năm 2021, sau khi về Hà Tĩnh sau khi hết thời gian cách ly, sau đó được cách ly tại nhà, kết quả xét nghiệm ngày 5 tháng 5 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 3 30... 088 và 3089 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa ngày 24 tháng 4 năm 2021, hai bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VG2723 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 5 tháng 5 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Các ca ghi nhận trong nước gồm bệnh nhân 3031 cho đến bệnh nhân 3033, bệnh nhân 3035 cho đến bệnh nhân 3038 là nhân viên tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Ca bệnh 3068 là bệnh nhân nam, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc có tiền sử dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân 3034 3059, 3060 có tiền sử dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại quán karaoke thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện các bệnh nhân ở tỉnh Vĩnh Phúc đều được cách ly điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Bệnh nhân 3039, 3041, 3042, 3044, 3045 có tiền sử chăm sóc bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Các bệnh nhân 3052 đến bệnh nhân 3057 ghi nhận tại huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. Trong đó các ca 3052, 3053, 30

Ca bệnh 3058 cũng ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh là F1 của ca 3054. Ca bệnh 3062, 3064, 3066 có tiền sử đến Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Ca bệnh 3047, 3048 ghi nhận tại thành phố Hà Nội, đều trú tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và là F1 của bệnh nhân 3032. Ca bệnh 3049 ghi nhận tại thành phố Hà Nội là bệnh nhân nữ 61 tuổi, địa chỉ tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội là F1 của bệnh nhân 3029. Ca bệnh 3050 ghi nhận tại thành phố Hà Nội là bệnh nhân nữ 44 tuổi địa chỉ tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội là F1, con gái của bệnh nhân 3022. Ca bệnh 3051 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương là bệnh nhân nam 32 tuổi địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Từ ngày 30 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân có triệu chứng ho, thuốc uống không đỡ. Ngày 5 tháng 5, bệnh nhân đến phòng xét nghiệm của Malatest tại Hải Dương để lấy mẫu. Kết quả xét nghiệm ngày 6 tháng 5 năm 2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được đưa đi cách ly điều trị tại bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương ca bệnh 3063, 3065 đều ghi nhận tại thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên và là f1 của bệnh nhân 3013. ca bệnh 3067 ghi nhận tại tỉnh quảng ngãi là bệnh nhân nam 26 tuổi địa chỉ tại thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại quán ba niêu phương đông quận hải châu đà nẵng. ca bệnh 3069 cho đến ca bệnh 3084 là 16 trường hợp ghi nhận tại bệnh viện nhiệt đới trung ương gồm một nhân viên y tế, 13 người nhà và hai bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ca bệnh 3086 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng là bệnh nhân nam 61 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. Ngày 5 tháng 5, bệnh nhân sốt cao, nhức mỏi toàn thân, khó thở, khô miệng đến bệnh viện phổi để khám và lấy mẫu xét nghiệm. Ca bệnh 3085 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng là bệnh nhân nữ 56 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 3086. Ca bệnh 3087 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng là bệnh nhân nữ 25 tuổi, địa chỉ tại Sơn Trà thành phố Đà Nẵng, làm việc tại quán Ba Niu Phượng Đông quận Hải Châu Đà Nẵng. Ca bệnh 30 90, ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn là bệnh nhân nữ 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Văn Lãng địa chỉ tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn có điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pelo a vòng pháp luật tb vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.